Alo ạ, có phải chị Đào Thu Phương không ạ? Ừ đúng rồi, có chuyện gì đấy em? Ờ, em bên Hacom giao đơn hàng 999.000 mà, chị có nhà không nhỉ? Xui thằng máy hỏng rồi. À, em ơi, thang máy nhà chị đang bị hỏng ấy, mà chị đang tắm giờ ấy, thì hay là em mang lên giúp chị được không? Thang máy bị hỏng á? Nhưng mà nhà chị tầng mấy? Nhà chị ở ngay tầng 9 thôi. Ui, chị xuống đi nhá, chị tắm xong rồi chị xuống nhá. Thôi chị đang tắm giờ mà, thôi em giúp chị đi, có 9 tầng à, xong lên chị bồi dưỡng thêm cho nhá. À, vâng rồi, thế thì tí nữa em lên xong rồi chị em mình cùng nhau bồi dưỡng nhá. Ok ok, cảm ơn em nhá. Ok nhá. Oh shit, here we go again. Em đây rồi đấy à? Ồ chào chị, đây chị ơi. Ờ chị ra tận đây đón em đây này. Cảm ơn em nhá. Vâng, bồi dưỡng tí chị. Ừ có bồi dưỡng mà. Thôi hôm nay em vất vả, em leo 9 tầng thì chị à. Ừ vâng ạ. Đây, đơn hàng 999.000 đúng không? Chị đưa luôn cho em 1 triệu, không cần trả lại nhá. Cảm ơn em nhiều nhá. Mà chị này bồi dưỡng mỗi 1.000, cháy thật đấy. Này, dừng lại. Sao đồng nghiệp lại đánh nhau thế? Ôi, thằng này nó tư vấn cho khách MacBook chị ạ. MacBook mở một bây giờ tốt mà, vừa mát vừa đấy. Nhưng mà khách nó muốn chơi game. Chơi game á? Vâng. Bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Chơi game à? Nay em phải để chọn theo ý anh ấy, chồng nó cứ để vào mồm chỉ mua cái đắt nhất thôi đấy. Ui, em chào anh chị ạ, hôm nay thì em có thể giúp gì được anh chị nhỉ? Hôm nay anh về đây mua laptop, anh chỉ muốn mua cái đắt nhất thôi đấy. Ui, thì mình cùng vào xem anh nhỉ? Ok. Cái này xong rồi Asus Tab nhá, đấy 27.900.000 nhá. Much later. Ok, và đây là con cuối cùng của chúng em, chỗ em và hiện tại đang là con đắt nhất, đang có mặt tại đây. Chính là chiếc Alienware và có mức giá của nó là 62 triệu anh ạ. Ủa, con này 62 triệu, ngon đấy. Con này được. Ui, thế thì mình chốt luôn anh nhỉ? Sao không được? Chốt anh con này. Rồi, ok anh ơi. Ok. Nhưng mà em không thích. Em không thích, anh đã bảo hôm nay để anh chọn mà. Không, trông nó dày lắm này, xong rồi đấy, nhìn nó trang trí cái gì tròn tròn như kiểu mấy cái bọn người ngoài tí, mắt to, mắt trố ấy. Không thích đeo xấu lắm. Thôi em ạ, cảm ơn em đã tư vấn, nhưng mà vợ anh nó không thích, nhưng mà đành thôi đó. Nói thì bảo là cho người ta chọn, xong cuối cùng mà không thích. Dạ, đi về. Xấu hay là xấu, sao anh chọn nó đẹp ấy chứ? Đẹp. Ok, tư vấn xả hơi mà chạy đi à? Cứ tưởng là góc nhà hóa ra chỉ là cái sàn rồi. Ôi. Ui. Cái gì lắc thế nhỉ? Bắn bắn bắt gì nhỉ? Bỏ ra bạn ơi, Chị tưởng tôi đang top 1 rồi, tôi đang top 3 rồi. Bỏ ra bạn ơi. Bắn chết. Em xin lỗi sếp ạ. Chơi game trong giờ đấy à? Em để em đi làm việc, em đang làm việc, em chẳng chơi vui không? Chơi vui không? Không vui, thôi để em đi không, làm việc. Không, chị hỏi thật là chơi vui không? Thôi trời lag lắm, trời điện thoại nó cứ bị bầm. Chơi điện thoại để trả lag. Đây, đi ra. Thôi, để cho em đi làm việc à. Thôi. Đi ra đây. Đi ra đây. Thôi, em để em đi. Đây. Úi dồi. Sao chị em ra cái máy này mà chơi, cấu hình vừa khỏe chơi trên điện thoại làm gì? Úi dồi, bộ này trưng bày xịn như này, y chí như chủng, đi nước các kiểu em không dám nhận đâu, thực sự đấy. Đấy, hiểu rõ sản phẩm nữa nhở? Thế sao lúc tư vấn cho khách thì không tư vấn kỹ càng như thế thì có phải về số được không? Thế thôi, cứ ngồi đây mà chơi đi, chị cho nhá, đấy bó nó thêm cả cái thứ này. Ừ, đúng rồi, ngồi chơi đỡ phải đứng cho đỡ mỏi chân nhá. Úi thôi, nhưng mà ấy, em không dám nhận cái phúc lộc, cái quý báu này đâu chị ạ. Chị cho thật mà em sao nhỉ, thằng này sao nhỉ, ngố nhỉ, cho thì lấy đi chị, cứ từ chối thế ạ. Thích thế nhỉ, đây như một giấc mơ anh chị ạ. Mơ đâu mơ em bị sao nhỉ, thế bây giờ chị tát thêm một cái xem có phải mơ không nhá. Ơ, máy tính trưng bày của tôi, tất cả lại chỉ là buồn thế nhỉ. Ý, cho anh mua nốt hôm nay thôi. Thằng nào cũng mua, thằng trước anh vừa mua rồi tốn hơn cả tiền mỹ phẩm của em. Kệ anh thích mà. Không mua đâu. Thảo Tân ơi. Thôi hết giờ làm rồi em đi về đây. Ơ, này thôi tiết này cho anh về nhà cả bố mẹ đi. Không, anh nhân viên quèn về gì mà về. Ơ, nhưng mà em là nhân viên mà. Nhưng em khác, em là con gái cơ mà. Alo mẹ à, có việc gì ạ?
máy tính nhà mình hỏng á. Alo, cô ạ. Dạ vâng, cháu là Hoàng làm ở Hacom đấy ạ. Cháu biết sửa máy tính đấy. Nhà cô cần sửa máy tính gì nhỉ? À, dạ vâng, vâng. Để Tết này cháu về nhà cô, cháu sửa máy tính cho cô nhé. Nhanh nhở? Đúng là chuyên môn phát như chép nhở. Alo, bà bị lạnh á. Nhà cháu mua điều hòa 2 chiều rồi mà hỏng á. Ôi, dạ chào bà. Cháu là Hoàng bên Hacom đấy ạ. Bên cháu có bán cả điều hòa luôn. Cháu biết sửa đấy bạn. À, điều hòa 2 chiều đúng không ạ? À, rồi Tết này cháu về cháu sửa ngay cho bà có một Tết ấm áp. Này, sao mà cứ kiểu đòi Tết về đấy ạ? Lại có điện thoại nữa. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Alo, gì đấy em? Gì, chỗ trọ mà em sao? Gì, mất trộm á? Mất cái máy tính rồi á? Ta đã bảo mày là lắp cam rồi mà không hẹn. Ui, alo, có phải em của chị Phương nhỉ? Anh nhà bọn bên anh ấy, bên Hacom bọn anh ấy có bán cam luôn nhá. Một cần anh lắp cam không? Một cái trong phòng, một cái trong toilet đầy đủ luôn. Anh free, miễn phí lắp đặt luôn nhá. Tết về anh chăm cho, anh xử lý hết cho. Không có vấn đề gì cả, ok. Rồi. Thế tình hình như này chắc là Tết phải cho anh về rồi nhỉ? Gì biết cái gì hay, cả điều hòa, cả cam. Đúng là làm Hacom khác, cũng là nhân viên ưu tú. Thế Tết về, nhá.